Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin Facebook như dòng chảy nhỏ, bình dân và thể hiện hơi thở cuộc sống. Ngày 17 tháng 8, nhà báo Đoàn Bảo Châu, tức là Facebook Châu Đoàn, viết trên trang Facebook cá nhân của mình rằng tại sao chúng ta thích Facebook. Hình ảnh bài trên Facebook cá nhân của nhà báo Đoàn Bảo Châu. Thời báo chấm D trích giới thiệu bài viết này đến quý khán thính giả, nội dung như sau. Khi đọc Facebook, ta cảm thấy rõ hơi thở cuộc sống. Từ những thông tin chân thực, những mẫu hài hước, tâm tình sâu sắc, cho đến những khoe khoang phù phiếm nhẹ nhàng. Dù không phải bài viết nào cũng chất lượng, nhưng đó đều là những suy nghĩ và trạng thái thật của bạn bè. Dòng trạng thái trên Facebook có thể không phải là một dòng thác mạnh mẽ, nhưng nó là một dòng chảy nhỏ và liên tục, dễ dàng chạm đến những đầu óc bình dân như chúng ta, những người không thuộc diện hàn lâm với đầu to mắt cận. Khi viết trên Facebook, chúng ta cảm thấy tự do thể hiện ý kiến, không phải lo lắng liệu bài viết của mình có được đăng hay có bị biên tập cắt xén hay không. Tất nhiên, đôi khi ta sẽ gặp những bài viết hoặc con người mà ta không thích, không hợp, nhưng ta luôn có lựa chọn về bạn bè và thậm chí có thể chặn những kẻ đáng ghét. Facebook cũng như xã hội bên ngoài, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, chọn bạn mà chơi. Thêm vào đó, việc rèn luyện và va chạm trong thế giới ảo cũng là một cách tốt để trau dồi nhận thức và cách ứng xử trong thế giới thực. Hình ảnh ông chủ của Facebook, Mark Zuckerberg. Ngày càng tôi cảm thấy rằng Facebook thực sự rất thật, chứ không hề ảo chút nào. Nếu bạn chỉ là ảo thì cũng có thể ảo được vài dòng trạng thái, bởi con người của bạn cuối cùng cũng sẽ lộ diện trước cộng đồng. Không ai có thể là diễn viên suốt tháng này qua năm khác. Còn nếu như ai đó cứ thích nói về mặt trái của Facebook thì điều ấy cũng nhạt và không đáng quan tâm. Mọi sự trên đời cái gì chẳng có hai mặt, việc đó chẳng cần phải bàn. Nếu cả thế giới ai cũng đi xe đạp thì chắc ở Việt Nam mỗi ngày sẽ không có vài chục người chết vì tai nạn giao thông. Nhưng con người sử dụng xe máy, ô tô, máy bay, người ta học cách điều khiển những phương tiện ấy để phục vụ cho cuộc sống tốt hơn, chứ không ai bảo nguy hiểm lắm đừng đi. Một vấn đề mà nhiều người dùng Facebook phàn nàn, trong ấy có tôi, là họ có một thuật toán để bóp tương tác theo chỉ đạo của chính quyền sở tại. Là một người viết trên Facebook nhiều, tôi cảm thấy rõ điều này trong vài năm trở lại đây. Nhưng để có được một bằng chứng cụ thể để kiện cáo là một điều khó khăn, gần như không thể, trừ khi có một người trong nội bộ của Meta tiết lộ ra điều này. Hình ảnh người dùng mạng xã hội Facebook. Tôi tin rằng Facebook đang đóng góp rất tích cực cho việc nâng cao dân trí ở Việt Nam và hy vọng rằng trong tương lai, Facebook cũng sẽ nâng cao cả quan trí. Dù điều này sẽ chậm hơn bởi rất ít người trong số họ dùng Facebook. Nếu họ dùng, họ sẽ thấy người dân cười một cách cay đắng trước những phát ngôn ngô nghê, đôi khi là ngu xuẩn của một số đồng chí của họ. Nhưng thôi, điều ấy cũng tốt cho sức khỏe của họ. Bởi nếu họ dùng Facebook, họ sẽ cảm thấy giống loài của họ không được yêu quý lắm trong cộng đồng này. Chúc các bạn Facebook của tôi tìm thấy được những ý nghĩa tích cực của mạng xã hội này và đóng góp cho cộng đồng ngày càng lớn mạnh và tốt đẹp hơn. Bình luận dưới bài viết Nick Đặng Quân tếu táo: Nếu như quan chức Việt Nam bắt buộc phải có trang mạng xã hội để giao lưu, tương tác với người dân thì vui lắm. Nick Quang Minh Vũ đồng ý với tác giả. Đúng vậy, gọi Facebook là mạng xã hội là chính xác. Facebook là một xã hội. Điều duy nhất tôi quan tâm trên Facebook là quan điểm, suy nghĩ của mọi người. Điều này hầu như không ảo, kể cả khi tác giả của những ý kiến đó có cố tình giả mạo, lừa đảo. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm D với bản tin Facebook như dòng chảy nhỏ, bình dân và thể hiện hơi thở cuộc sống. Thăng trầm cổ phiếu VinFast trong một năm qua. Ngày 17 tháng 8, VOA tiếng Việt cho hay, một năm cổ phiếu VinFast lên sàn Mỹ khởi điểm 22 USD, đạt kỷ lục 93 USD, hiện nay dưới 4 USD. Hình ảnh bài trên VOA. Theo đó, cổ phiếu của hãng xe hơi Việt Nam VinFast do tỷ phú Phạm Nhật Vượng thành lập đã trải qua một năm giao dịch trên sàn chứng khoán Nasdaq của Mỹ với những thăng trầm lớn khi đi từ mức giá chào sàn là 22 đô la vọt lên mức giá kỷ lục 93 đô la không lâu sau. Rồi từ đó chủ yếu là đi xuống để đến mức giá chưa đến 4 đô la hiện nay. VOA cho biết kết thúc phiên giao dịch hôm 16 tháng 8, giá cổ phiếu VFS của VinFast là 3,8 đô la, chỉ bằng 17% của mức giá 22 đô la khi VinFast lên sàn hôm 15 tháng 8 năm 23. Nếu so với mức đỉnh lập được trong phiên giao dịch hôm 28 tháng 8 năm 23,
là 93 đô la, cổ phiếu VinFast đã sụt giảm tới gần 96%. Nhưng mức giá hiện nay vẫn được xem là khá hơn nhiều so với điểm đáy mà VFS đã từng rơi xuống, chỉ là 2,25 đô la trong phiên giao dịch hôm 22 tháng 4, cách đây gần 4 tháng. Theo VOA, ít ngày trước thời điểm đó, một số cơ quan báo chí Mỹ đưa tin rằng việc xây nhà máy của VinFast ở bang North Carolina bị đình trệ và hãng tính chuyện thu nhỏ quy mô. Trong khi, một hãng tin quốc tế có phóng sự dài nêu lên những khó khăn của hãng về tiêu thụ xe, cũng như những quan ngại của giới đầu tư về hoạt động kinh doanh của hãng. Hình ảnh biểu đồ giá cổ phiếu VFS trong một năm qua. Chỉ một ngày trước khi VFS rớt giá kỷ lục, một trang truyền thông của Mỹ đăng phóng sự chi tiết sau nhiều tháng điều tra và dẫn các thông tin mà VinFast đã nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Sàn Giao dịch Mỹ cho thấy hơn 70% trong số gần 35.000 xe mà VinFast đã giao trong năm 2023 thực ra chỉ là giao cho các công ty cùng thuộc sở hữu của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Vẫn theo VOA, kể từ đó đến ngày 20 tháng 5, giá VFS phục hồi khi tăng gấp 3, đạt mức 6,42 đô la trong phiên giao dịch hôm 20 tháng 5. Diễn biến này trùng với thời điểm mà VinFast bắt đầu nhận tiền đặt cọc của những người có ý định mua xe VF3 mới, nhỏ gọn và có giá phải chăng, mà nhiều nhà quan sát cho rằng sẽ giúp VinFast tăng mạnh doanh số bán hàng. Mặc dù vậy, gần 3 tháng trôi qua, giá VFS chủ yếu theo xu hướng giảm xuống, và đến nay đã mất đi khoảng 40% giá trị. Đó là khoảng thời gian xuất hiện những thông tin bất lợi cho VinFast, bao gồm việc họ bị khởi sự điều tra về một vụ tai nạn trên xe VinFast ở California hồi tháng 4, làm 4 người trong một gia đình thiệt mạng. Hãng cũng bị khiếu nại ở Mỹ về xe VF8 và bị kiện về việc chưa trả tiền thuê mặt bằng. Hình ảnh tỷ phú Phạm Nhật Vượng, ông chủ của VinFast. VOA tiếp tục cho biết đến tháng 7 vừa qua, VinFast chính thức xác nhận họ phải hoãn kế hoạch mở nhà máy trị giá 4 tỷ đô la ở bang North Carolina, Mỹ cho đến năm 2028 và đưa ra dự báo mới là con số xe giao trong năm nay sẽ giảm 20.000 chiếc trong bối cảnh thị trường ô tô điện toàn cầu có nhiều điều bất định. VinFast nói hôm 13 tháng 7 rằng họ sẽ giao 80.000 xe trong năm nay, giảm xuống từ kế hoạch ban đầu là 100.000 chiếc. Về kinh doanh, VOA cho hay VinFast vẫn chưa hề có lãi và đã lỗ ròng lần lượt là 618 triệu đô la và 730 triệu trong quý 1 và quý 2 năm 2024. Năm 2023 và 2022, hãng bị lỗ ròng lần lượt là 2,39 tỷ đô la và 2,1 tỷ đô la. Tính từ khi hãng được thành lập hồi tháng 6 năm 2017 đến hết năm 2023, lỗ lũy kế đã lên đến hơn 7,7 tỷ đô la. Về nợ nần, VOA dẫn báo cáo tài chính gửi cơ quan quản lý thị trường chứng khoán Mỹ của VinFast thấy rằng hãng nợ ngắn hạn đến ngày 31 tháng 12 năm 2023 là hơn 5,8 tỷ đô la, tăng gần 110% so với năm 2022. Nợ dài hạn là hơn 2,4 tỷ đô la, giảm khoảng 30% so với năm trước. Cộng gộp lại, cả nợ ngắn hạn lẫn nợ dài hạn của hãng lên đến hơn 8,2 tỷ đô la trong toàn bộ năm ngoái, tăng hơn 30% so với năm kia. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo.d với bản tin Thăng trầm cổ phiếu VinFast trong một năm qua. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực.